bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Mưa tiếp tục diễn ra trên diện rộng, mực nước nhiều sông lên cao. Tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội, công tác di dời người, tài sản vẫn đang được khẩn trương tổ chức. Cụ thể, do mực nước sông Nhuệ dâng cao dẫn đến tràn tuyến đê và sạt lở tại một số điểm đoạn qua xã Đại Áng, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì đã chỉ đạo các đơn vị xã Đại Áng huy động hơn 1.000 người xử lý khẩn cấp sự cố. Tính đến 7 giờ ngày 11 tháng 9, toàn huyện có 11 điểm ngập úng tại các khu dân cư thuộc các xã Ngọc Hồi, Tam Hiệp, Tứ Hiệp, Liên Ninh, Tân Triều. Tại một số khu vực, đường dọc sông Hòa Bình, đường 1A khu vực kho 6, đường 25m, Triều Khúc, Tân Triều, đường Vũ Lăng khu vực công ty Vinapco xảy ra tình trạng ngập cục bộ. Ngoài ra, do mực nước sông Hồng dâng cao, công ty điện lực Thanh Trì đã chủ động cắt điện toàn bộ 3 xã vùng bãi gồm Yên Mỹ, Duyên Hà, Vạn Phúc để bảo đảm an toàn. Sau khi nước rút sẽ cấp điện ngay trở lại. Xí nghiệp thoát nước số 7 vận hành hết công suất 5/5 tổ máy tại trạm bơm Cầu Bưu. Xí nghiệp thủy lợi Thanh Trì đã vận hành 4 trạm bơm tiêu với 27 máy bơm. Toàn huyện đã di chuyển 32 hộ dân tại các vùng bị úng ngập cục bộ tại các xã Duyên Hà, Liên Ninh với 71 người đến nơi an toàn. Trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có 836 hộ ngoài đê sông Hồng có nguy cơ ảnh hưởng của lũ, 724 hộ ven sông Nhuệ, sông Phèo có nguy cơ ảnh hưởng của lũ tại các phường Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đức Thắng, Phú Diễn, Phúc Diễn, Minh Khai, Tây Tự, Thụy Phương. Trong ngày và đêm 10 tháng 9, cán bộ quận Bắc Từ Liêm đã trực tiếp đến nhà từng hộ dân ngoài đê sông Hồng, vận động sơ tán đến nơi an toàn. Tính đến 1 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9, 100% hộ dân ngoài đê sông Hồng của 4 phường Đông Ngạc, Liên Mạc, Thụy Phương, Thượng Cát đã di rời. Trước đó, Ủy ban Nhân dân các phường, các lực lượng ứng trực đã bố trí chu đáo nơi ăn ở, sinh hoạt tạm thời cho người dân. Tại Thạch Thất, đến 6 giờ sáng ngày 11 tháng 9, mực nước sông Tích lên cao, vượt mức báo động 3, ảnh hưởng đến 230 hộ dân và 943 nhân khẩu. Trong đó, xã Cần Kiệm bị ngập 90 hộ với 388 nhân khẩu, xã Lại Thượng bị ngập 25 hộ với 96 nhân khẩu. Xã Kim Quan có 13 hộ với 51 nhân khẩu, trong đó 4 hộ với 9 nhân khẩu bị ngập vào nhà đã di rời đến nơi an toàn, 9 hộ với 42 nhân khẩu ngập đến sân, vườn và công trình phụ. Xã Phú Kim bị ngập 75 hộ với 308 nhân khẩu, trong đó có 5 hộ với 19 nhân khẩu bị ngập vào nhà đã di rời, 15 hộ với 58 nhân khẩu nước ngập vào nền nhà, 55 hộ với 231 nhân khẩu bị ngập đến sân, vườn và công trình phụ. Để hạn chế thiệt hại, các địa phương huy động lực lượng xung kích, nhân dân tổ chức đắp bao tải đất chống tràn ở các đoạn đê. Xã Hạ Bằng huy động lực lượng xử lý sự cố thủng hai cống qua đường H14 ở đầu thôn Khoang Mè. Tại khu vực Nam Từ Liêm, nước đổ xuống sông Ngà khiến mặt đê sông Cầu Ngà thuộc địa phận phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm bị tràn tại hai điểm cầu mới và đồng dậu. Bờ sông Cầu Ngà phía Tây Mỗ, mực nước đo trong đêm 10 tháng 9 cao 7m. Hiện tại, phường Tây Mỗ đang tiếp tục huy động lực lượng gia cố mặt đê để chống tràn vào khu dân cư. Trên địa bàn quận Nam Từ Liêm tiếp tục ghi nhận các điểm ngập úng tại phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, Trung Văn, Phương Canh, Mỹ Đình, Cầu Diễn. Đặc biệt, phường Đại Mỗ có 65 điểm ngập, trong đó có khoảng 49 ha trồng hoa đào. Các phường đã bố trí địa điểm di dời nhân dân. Cụ thể, phường Cầu Diễn bố trí phòng đơn cho người già, trẻ nhỏ và bố trí 4 hội trường lớn cho 30 hộ gia đình với khoảng 40 người, cung cấp nước, mì tôm, cơm suất, trứng. Phường Phú Đô bố trí trung tâm văn hóa phường cho 17 hộ với 50 người. Tuy nhiên, có 30 người xin tự di chuyển tạm cư về nhà người thân. Mỗi hộ được phường hỗ trợ một số nhu yếu phẩm, bao gồm 10 kg gạo, một thùng lương khô và một thùng mì tôm. Phường Đại Mỗ đã di rời 12 hộ dân với 28 người. Phường Trung Văn đã xây dựng phương án di rời dân khu vực ngập úng về nhà văn hóa tổ dân phố số 17, 18. Vận động 15 hộ với 40 nhân khẩu bị ngập lụt di chuyển đến nơi ở an toàn. Hiện nay, các hộ đã tự di chuyển đến tạm cư ở nhà người thân. Ngoài ra, trên địa bàn quận đang vận hành các trạm bơm Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 3, Cầu Giát, Hòe Thị để tiêu thoát nước. Tại quận Tây Hồ, tối ngày 10 tháng 9, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã hạ thủy thêm một chiếc cano tuần tra chuyên dụng, đưa vào ứng trực chiến đấu tổng số 3 cano. Trước đó, trong ngày 10 tháng 9, Trực ban Công an quận Tây Hồ tiếp nhận tin báo có 2 người đang mắc kẹt tại bãi giữa sông Hồng. Ngay sau khi nhận tin, tổ công tác của Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, trưởng Công an quận Tây Hồ cùng cán bộ, chiến sĩ, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh sát giao thông và trật tự, Công an phường Phú Thượng và Nhật Tân đã đến khu vực bãi giữa tìm kiếm. Lực lượng công an đã đưa ông Hà Hữu Đạt và bà Nguyễn Thị Học cùng sinh năm 1966 ở xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang là những người làm thuê trên khu bãi giữa sông Hồng thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ vào bờ an toàn. Trong đêm 10 tháng 9 và rạng sáng ngày 11 tháng 9, Công an quận Tây Hồ đã tổ chức tuần tra dọc sông Hồng, triển khai các biện pháp phòng chống lụt.
Cũng trong đêm và rạng sáng 11 tháng 9, tại những điểm đang úng ngập như đường Phan Trọng Tuệ, khu vực bến xe Yên Nghĩa, ngoài bãi sông Hồng, các lực lượng công an cơ sở vẫn ứng trực bảo đảm đưa người dân qua các khu vực trên an toàn. Ở những điểm cấm lưu thông như đường gom đại lộ Thăng Long, cầu Long Biên, cầu Trung Hà, lực lượng công an đặt hàng rào, hướng dẫn người và phương tiện không đi vào khu vực nguy hiểm. Trong tối 10 tháng 9, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tặng áo phao, nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con tại bến phà Đức Giang, huyện Gia Lâm. Đây là những hộ dân sinh sống trên những nhà phao ven sông Hồng. Cùng với việc hỗ trợ tặng quà, tổ công tác cũng vận động người dân tham gia cứu trợ cùng lực lượng chức năng khi cần thiết. Trong điều kiện nguy hiểm, bà con cần di chuyển tới khu vực an toàn theo hướng dẫn. Công an các xã, phường ven các con sông, trên các tuyến đê đã ứng trực, sẵn sàng phương án sơ tán người dân trong điều kiện nước lên nhanh trong đêm. Do mưa lớn kéo dài, mực nước sông Tích, sông Nhuệ tại Hà Nội đã vượt mức báo động 3, khiến nguy cơ mất an toàn đê điều và ngập lụt ở những vùng trũng, thấp, khu vực dân cư ven sông nhiều nơi. Mưa lũ tiếp tục khó lường. Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Quốc Oai, Thạch Thất do mực nước sông Tích lên cao tại xã Kim Quan, huyện Thạch Thất đã đạt trên báo động 3, đã ghi nhận một số vị trí bị tràn. Cụ thể, tràn đê bao, đê bối Khoang Ông, Đồng Mạ và địa bàn các xã Cấn Hữu, Tuyết Nghĩa, Minh Khai, huyện Quốc Oai. Bờ bao các đoạn Gò Xui, Bồ Nành, xã Cần Kiệm, Cửa Đình, xã Yên Lạc, Cần Kiệm, xã Phú Lễ thuộc địa bàn huyện Thạch Thất. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ cho biết, sau khi vượt mức báo động 3, mực nước trên sông Nhuệ tiếp tục lên cao trong những giờ qua. Điều này gây nguy cơ ngày một lớn mất an toàn kênh, trục chính hệ thống thủy lợi sông Nhuệ. Đáng lo ngại, theo Phó Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ Nguyễn Văn Hiệp, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên từ nay cho đến đêm 11 tháng 9, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150mm. Do đó, mực nước sông Tích, sông Nhuệ sẽ tiếp tục lên, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt. Hạn chế và dừng bơm nước ra sông. Theo Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ Nguyễn Huy Hưng, để đảm bảo an toàn công trình thủy lợi sông Nhuệ, đơn vị đang chỉ đạo các trạm bơm vận hành không quá 50% công suất các trạm bơm tiêu ra sông Nhuệ. Ông Hưng nói thêm, công tác điều tiết vận hành các trạm bơm được thực hiện trên địa bàn các quận, huyện Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa cho đến khi có chỉ đạo mới. Liên quan đến an toàn hệ thống sông Tích, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi sông Tích cho biết, đã dừng bơm 100% các trạm bơm tiêu ra sông Tích tại các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây cho đến khi có chỉ đạo khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi sông Tích và các huyện, thị xã cũng đã tổ chức tháo dỡ động cơ máy bơm, thiết bị điện của các trạm bơm có nguy cơ bị ngập khi dừng bơm, chuyển đến vị trí an toàn, tổ chức trực ban, thường xuyên theo dõi tình hình khí tượng, thủy văn, mực nước trên sông Tích. Để bảo đảm an toàn hệ thống kênh, trục chính sông Nhuệ và sông Tích, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội Đào Quang Khải cho biết, đã có văn bản đề nghị hai doanh nghiệp thủy lợi nêu trên thường xuyên kiểm tra an toàn hệ thống thủy lợi quản lý để kịp thời xử lý ngay từ giờ đầu khi có sự cố. Riêng đối với hệ thống sông Nhuệ, khi mực nước sông Nhuệ tại thượng lưu cống Đồng Quan ở mức cộng 4,90m, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ thông báo cho các địa phương chuẩn bị ngừng bơm tiêu vào hệ thống sông Nhuệ theo quy định tại quy trình vận hành hệ thống sông Nhuệ. Tối ngày 10 tháng 9, ông Giang Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương xác nhận đê sông Lô đoạn qua xã Quyết Thắng đã bị vỡ do nước sông lên cao. Hiện công tác vá đê đang khẩn trương được triển khai. Ông Giang Tuấn Anh cho hay, đoạn đê bị vỡ dài khoảng 10m, giáp danh với xã Hợp Nhất của huyện Đoan Hùng, Phú Thọ. Trước đó tại vị trí này đã có dấu hiệu của rò rỉ nước nên công tác di dời người dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng đã được triển khai nên không có thiệt hại về người. Ghi nhận vào khoảng 22 giờ ngày 10 tháng 9, hàng trăm người dân và các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương chuyển các bao đất tới các vị trí vỡ đê. Nhiều xe tải chở đá và máy xúc cũng đã được huy động tới hiện trường để ứng phó với sự cố. Hiện tại, công tác ứng phó đang được các lực lượng và nhân dân tích cực triển khai. Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa lớn kết hợp thủy điện Tuyên Quang mở hết 8 cửa xả đáy đã khiến lũ trên sông Lô lên cao, gây ngập úng tại nhiều khu vực. Trong tin lũ khẩn cấp trên sông Lô, sông Gâm của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang vào tối ngày 10 tháng 9, tình hình lũ các sông trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp độ 3. Người nhà nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu, Phú Thọ, tâm trạng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, mong sớm tìm thấy người thân.
Xem clip sập cầu, họ bấu víu vào tia hy vọng nhỏ nhoi, rồi biết sự việc lành ít dữ nhiều. Ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông, Phú Thọ bị sập, khiến cho nhiều người và phương tiện đang lưu thông trên cầu đã rơi xuống dòng nước lũ chảy xiết. Công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, người bị nạn đã và đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai. Nhiều người đã có mặt gần hiện trường, nghẹn ngào ngóng tìm người thân. Hơn 8 tiếng sau khi cầu Phong Châu ở Phú Thọ bị sập, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khẩn trương tìm kiếm nạn nhân, cứu chữa người bị thương, đồng thời động viên thăm hỏi gia đình người bị nạn. 16 giờ 30 ngày 9 tháng 9, công tác lập rào chắn cầu đã được lực lượng chức năng thực hiện hoàn tất. Tại hiện trường vụ việc, nhiều người nhà nạn nhân ngóng tin người thân, mong chờ phép màu sẽ đến. Bà Mai kể, cháu gái ở Đà Nẵng về quê chơi, nhưng do ảnh hưởng của bão số 3 nên chưa về đi học. Tranh thủ thời gian rảnh, Hà Chi xuống dưới người nhà ở thành phố Việt Trì chơi. Bà Mai kể rằng, cháu xuất phát từ lúc 9 giờ, sau một tiếng đồng hồ tôi thấy xuất hiện thông tin trên mạng xã hội sập cầu Phong Châu. Tôi đã cảm thấy điều chẳng lành nên gọi điện xem cháu có qua cầu chưa thì điện thoại không liên lạc được. Gọi điện xuống cho người nhà ở thành phố Việt Trì, biết tin cháu chưa đến nên chị lập tức phi xe xuống đây ngóng tin cháu, cầu mong cháu đang ở đâu đó. Nguyên nhân ban đầu theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cho biết, bão số 3 đã gây ra mưa lũ khiến cho nước sông Hồng dâng cao. Lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình lòng sông, kéo đổ trụ T7 và làm sập hai nhịp dàn chính của cầu, nhịp 6 và nhịp 7 lúc 10 giờ 02 phút ngày 9 tháng 9. Trong báo cáo, Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ khẳng định cầu Phong Châu đã qua nhiều đợt sửa chữa với lần gần nhất là năm 2023. Nước sông Hồng dâng cao, chảy xiết nên công tác cứu nạn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa xác định cụ thể về số người bị mất tích. Tỉnh Phú Thọ đang phối hợp, huy động với các lực lượng và các biện pháp cần thiết để tìm kiếm người mất tích, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự. Rạng sáng ngày 9 tháng 9, mưa to kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường huyết mạch quan trọng của tỉnh Cao Bằng bị sạt lở, ách tắc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông của tỉnh. Đặc biệt tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, có 2 xe, gồm 1 xe khách và 1 xe gia đình đã bị nước lũ cuốn trôi. Ông Đào Nguyên Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết, đến 12 giờ ngày 9 tháng 9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy 2 xe bị lũ cuốn trôi cùng 2 người đã tử vong. Tuy nhiên, chưa xác định số lượng và danh tính những người đi trên 2 xe bị lũ cuốn trôi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết thêm, hiện nay tất cả các ngả đường đến hiện trường vụ sạt trượt đều bị ách tắc do có nhiều điểm sạt lở nặng, tiềm ẩn nguy hiểm. Để đến hiện trường, phải đi xe máy từng chặng rồi đi bộ vượt qua điểm sạt lở, hết sức khó khăn. Cũng tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 9 tháng 9, tại xóm Lũng Nội, xã Vũ Nông, sạt lở đất khiến cháu TCC sinh năm 2020 bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu. Có 3 người khác bị thương do sạt lở đất là cháu Vừ Thị L sinh năm 2017, thường trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng và 2 người chưa xác định được danh tính, cùng trú tại xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Đặc biệt nghiêm trọng, sạt lở đất đã khiến cho 20 người mất tích, chưa xác định được danh tính, trong đó có 11 người tại xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc, 9 người tại xóm Lũng Lì, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Hiện nay, các tuyến đường tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đều đã bị ách tắc, nên phương tiện cứu hộ không thể tiếp cận, thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn. Huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã huy động các lực lượng công an, quân đội, dân phòng hỗ trợ người dân ra khỏi vùng bị sạt lở, sơ tán tài sản có giá trị. Theo thông tin sơ bộ, toàn tỉnh Cao Bằng có 391 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó 12 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 11 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 326 ngôi nhà bị ngập nước, 42 nhà bị tốc mái, hàng trăm hecta hoa màu bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Thưa quý vị, trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng ngày 10 tháng 9 tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã vùi lấp toàn bộ thôn làng Nủ, khiến 15 người thiệt mạng, hơn 100 người đang mất tích. Theo thông tin ban đầu, vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 10 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo của xã Phúc Khánh về vụ việc sạt lở đất nghiêm trọng tại địa bàn thôn làng Nủ. Trận lũ quét sạt lở đất đã vùi lấp toàn bộ thôn làng Nủ với 35 hộ dân, 128 nhân khẩu.
Đến 14 giờ ngày 10 tháng 9, các lực lượng đã tiếp cận được hiện trường, ứng cứu được 10 nạn nhân, tìm thấy thi thể 15 nạn nhân. Còn lại hơn 100 nạn nhân vẫn đang mất tích. Theo người dân địa phương, khu vực này chưa bao giờ xảy ra thiên tai, nên khi vụ sạt lở núi xảy ra, tất cả đều hoàn toàn bất ngờ. Khu vực xảy ra trận lũ quét nằm cách xa trung tâm, giao thông bị chia cắt, hoàn toàn mất thông tin liên lạc, nên việc cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, huyện Bảo Yên đang tranh thủ thời gian gấp rút huy động lực lượng tiếp cận khu vực sạt lở, tìm kiếm người mất tích. Trực tiếp có mặt tại hiện trường thăm hỏi người dân và chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, ông Hoàng Quốc Bảo, bí thư huyện ủy Bảo Yên cho biết. Đây là trận lũ quét gây ra nhiều mất mát thương vong rất lớn trên địa bàn huyện. Hiện nay, huyện Bảo Yên đang tập trung huy động tối đa nhân lực phương tiện cho công tác tìm kiếm cứu nạn nơi đây. Đến 20 giờ ngày 9 tháng 9, lực lượng cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy 17 nạn nhân thiệt mạng do bão lũ sạt lở đất ở huyện Nguyên Bình. Lực lượng cứu hộ cũng đã đưa được 8 người bị thương đến cơ sở y tế điều trị, đang tích cực tìm kiếm 16 người còn mất tích. Theo ông Đào Nguyên Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyên Bình, trên địa bàn huyện xảy ra nhiều điểm sạt lở, trong đó có 3 điểm sạt lở có người tử vong, bị thương và mất tích, gồm xóm Khối Ngọa, xóm Lũng Lì, xã Ca Thành, xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc. Tuy nhiên đến nay, lực lượng cứu hộ mới chỉ tiếp cận được 2 điểm Khối Ngọa và Lũng Lì. Còn tại điểm xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc hiện chưa thể tiếp cận được do khối lượng đất đá bị sạt lở lớn, bị cô lập, khiến cho các lực lượng chức năng khó khăn trong các công tác cứu nạn, cứu hộ. Có mặt tại hiện trường, chỉ huy công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn có phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, hỗ trợ người dân trong diện nguy cơ sạt lở, nhanh chóng kịp thời thông tuyến, tiếp cận hiện trường, tích cực cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích. Đồng thời yêu cầu các lực lượng chức năng thông báo, cảnh báo các vị trí nguy hiểm, đẩy mạnh khuyến cáo thông tin về nguy cơ sạt lở đất tiếp tục xảy ra để hạn chế người và các phương tiện tham gia giao thông khi không cần thiết. Thông báo cho người dân biết khu vực có nguy cơ sạt lở để di chuyển, sơ tán đến nơi an toàn. Hiện tại tình hình cứu nạn cứu hộ vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn. Tuyến đường quốc lộ 34 từ thị trấn Nguyên Bình đến xã Ca Thành, nơi xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, có hàng chục điểm sạt lở, tắc đường nên khó đưa máy móc, phương tiện đến hiện trường. Mặt khác, thời tiết vẫn chưa ổn định, thỉnh thoảng có mưa khiến cho mặt đường còn trơn ướt, nguy cơ tiếp tục sạt lở vẫn rất cao. Cầu Phong Châu nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông của tỉnh Phú Thọ đã bất ngờ bị sập vào sáng ngày 9 tháng 9, khiến 8 người mất tích, 3 người bị thương và 10 phương tiện bị rơi xuống sông. Hiện đã xác định được danh tính các nạn nhân mất tích. Cụ thể, các nạn nhân được xác định gồm Nguyễn Thị Lan, sinh năm 2005 ở Vạn Xuân, Tam Nông, Phú Thọ; Nguyễn Hà Chi, sinh năm 2005 ở Đắk Nông; Dương Công Chiến, sinh năm 1981, Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ; Hà Quốc Chí, sinh năm 1986, Chu Hóa, Việt Trì, Phú Thọ; Lương Xuân Thành, sinh năm 1968, Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ; Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1976, Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ; Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh năm 1988, Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ; và Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1979, Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ. 3 người bị thương là Bùi Quý Trọng, sinh năm 1991, Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1994, cùng chú tại xã Vạn Xuân, Tam Nông, Phú Thọ, và Phan Trường Sơn, sinh năm 1984, Hương Nộn, Tam Nông, Phú Thọ. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tổ chức cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, do mực nước sông Hồng dâng cao, dòng nước chảy xiết, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!